MG xin chào quý anh chị. Hôm nay công ty bên em về chiếc Toyota Yaris phiên bản G2018 ạ. Xe nhập khẩu Thái Lan và mang nước sơn màu trắng rất là đẹp, biển số Đồng Nai, số cũng đẹp và dễ nhớ anh chị nha. Xe này thì mới chạy có 31.000 km thôi nên nội thất xe còn rất là đẹp ạ. Vốn lớp heo xe thì cũng còn rất là mới và lớp dự phòng xe này cũng có lăn nhẹ rồi. Bản G là bản cao cấp nên trang bị cũng đầy đủ tiện ích cho anh chị nha. Thì các anh chị nào đang cần tìm một chiếc xe cỡ nhỏ để đi làm hàng ngày cho tiết kiệm xăng, có thể liên hệ với em xem ngay chiếc xe này, tầm tiền chưa đến 5 đồng, một mức giá rất là tốt luôn. Thì xe này thì chủ xe cũng bọc lại màu của ghế da theo ý thích rồi, thì phần da zin thì cũng đã không tìm được lại anh chị nha, nên chúng ta sử dụng luôn cái phần da này, da màu xám đen hai tông màu. Yaris thì nguyên zin là nội thất kem ạ. Xe này thì cũng có lắp thêm camera hành trình rồi, đầy đủ tính năng. Nếu mà anh chị nào lấy xe này về thì cũng không cần làm gì thêm nữa đâu cả. Rồi để em quay khoang động cơ cho các anh chị cùng xem luôn nha. Tất cả các xe bên em bán ra hình giới thiệu đến các anh chị đều cam kết với anh chị là không đâm đụng, không thủy kích, động cơ hộp số nguyên zin, không tua đồng hồ km ạ. Nếu mà sai cam kết thì bên em sẽ hoàn đủ tiền cho các anh chị, hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe bên em nha. Tất cả đều còn nguyên zin hết ạ. Rồi em giới thiệu đến các anh chị chiếc Yaris 2018 bản G chạy 31.000. Nếu mà anh chị nào quan tâm đến dòng xe này hay bất cứ dòng ô tô nào đã qua sử dụng thì đừng quên liên hệ em. Em xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.